quý đồng nghiệp. Thì theo cái bài dẫn của thầy Thành ấy thì cũng đã bao trùm các cái khía cạnh trong cái lĩnh vực hô hấp. Thì chúng ta biết là trong lĩnh vực hô hấp thì hai cái nhóm kỹ thuật chiếm vai trò rất quan trọng, đấy là các kỹ thuật xâm nhập lấy bệnh phẩm, thứ hai là chẩn đoán hình ảnh. Thì cái chủ đề này thì ý tưởng là từ thầy Thành, là chắc là qua cái bắt đầu cái vụ dịch COVID thì chúng ta mới thấy rằng là cái vai trò của chẩn đoán hình ảnh trong bệnh hô hấp và đặc biệt là CT ngực, trong đó thì có một cái dấu hiệu, đấy là dấu hiệu kính mờ. Thì chính như vậy thì mới xuất phát ra từ cái chủ đề hôm nay. Thì ở trong cái phần trình bày ở đây tôi sẽ đề cập đến mấy phần như thế này. Thứ nhất là định nghĩa, vấn đề thứ hai là giải phẫu bệnh của hình ảnh kính mờ, và thứ ba là đi về một số nguyên nhân và đặc điểm theo nguyên nhân. Thì chúng ta biết là cái hình ảnh kính mờ đã được đề cập cũng từ mấy chục năm nay. Và từ những cái thập kỷ 90 của thế kỷ 20 thì người ta đã đưa ra vào trong y văn và đã xuất bản. Thế thì vấn đề định nghĩa ở đây như thế nào? Thì chúng ta biết cái hình ảnh kính mờ ở đây, khái niệm ở đây chính là tăng động độ của phổi. Nhưng cái khía cạnh thứ hai rất quan trọng là vẫn bảo tồn các cái bờ của phế quản và mạch máu. Và chính như vậy thì nó khác biệt với lại một cái tổn thương, đấy là đông đặc phổi. Cái khác biệt đấy là như thế nào? Khác biệt đấy chính là trong đông đặc nó cũng tăng cái động độ của phổi, nhưng nó không làm mất cái bờ của phế quản mạch máu. Và đặc biệt là nó có cái hình ảnh mà chúng ta vẫn quen gọi là hình ảnh phế quản khí hay là phế quản hơi. Thì đấy chính là cái đặc trưng của đông đặc. Như vậy thì hình ảnh kính mờ nó khác với cái hình ảnh đông đặc ở những cái đặc trưng như vậy. Thì ở đây chúng ta nhìn trên cái hình ảnh ở đây chúng ta thấy một số các cái đặc trưng như ở ngoại vi đây, chúng ta thấy mờ nhưng mà chúng ta vẫn nhìn thấy trong đó có những cái đường của mạch máu đi ở trong cái hình ảnh kính mờ đó. Hay ở đây là phía ngoại vi ở thùy trên thì chúng ta cũng vẫn nhìn thấy rất rõ cái bờ của mạch máu đi ở trong như thế này. Thế về giải phẫu bệnh hay là cái tổn thương nào nó tạo nên cái hình ảnh này? Thì chúng ta biết là cái thứ nhất đấy là chính là tổn thương ở tổ chức kẽ. Tổn thương ở đây chính là đặc trưng là viêm hay là xơ của tổ chức kẽ. Thì chính nó viêm và xơ nó mới dày tổ chức kẽ ở các cái vách phế nang và sự tăng sinh của các nguyên bào sợi. Và có thể nó xuất hiện những cái điểm xơ nó gây xẹp các cái phế nang. Cho nên cái hình ảnh này nó gặp trong cả những cái bệnh lành tính và ác tính. Tôi lấy dụ như là các cái bệnh lý ác tính như là ung thư, nó di căn theo cái đường bạch mạch, tổn thương ở tổ chức kẽ thì nó cũng có cái hình ảnh kính mờ như vậy. Cái loại tổn thương thứ hai nó gây cái hình ảnh này chính là viêm ở tổ chức kẽ. Thì cái hình ảnh này chúng ta gặp rất nhiều trong các bệnh lý do nhiễm trùng và đặc biệt là do virus. Thì chúng ta hay gặp nhất là trong viêm phổi do virus, trong đó có COVID-19 ấy, do SARS-CoV-2. Cái loại tổn thương thứ ba mà chúng ta cũng gặp cái hình ảnh kính mờ đấy là xuất huyết ở phổi, hay người ta gọi là chảy máu ở trong phế nang. Thì cái này là một cái hình ảnh rất kinh điển và điển hình ở trong cái trường hợp là cái hình ảnh ở ho ra máu mà nó tràn máu ở trong phế nang, nó sẽ xuất hiện cái hình ảnh kính mờ. Thì xuất huyết nó có thể lan tỏa hoặc khư trú tùy theo các nguyên nhân. Thì nguyên nhân của xuất huyết ở trong phế nang chúng ta thấy gặp rất nhiều, có cả những cái bệnh mà bẩm sinh nhé, những có bệnh mắc phải, rồi chấn thương, nhiễm trùng. Một cái tổn thương cuối cùng
đấy chính là phù phổi. Thì thực chất là phù phổi thì cũng chính là xuất hiện dịch ở trong lòng các phế nang thôi, thì nó cũng giống như là cái cơ chế tổn thương mà trong chảy máu ở trong phế nang. Thì phù phổi này có thể là do tim mạch hoặc là không do tim mạch. Và đặc biệt là chúng ta thấy trong cái hội chứng ARDS thì thấy rất đặc trưng của cái hình ảnh kính mờ ở trong cái tổn thương này. Bây giờ ta mới xem là nó có mấy cái loại hay là mấy kiểu hình của kính mờ. Thì chúng ta thấy là có những cái loại tổn thương lan tỏa, chúng ta nhìn thấy cả hai bên như thế này. Thì kính mờ lan tỏa. Thế còn cái dạng nó lại chỉ tập trung khư trú thôi, nó lại là dạng nốt khư trú như thế này. Thì chúng ta thấy những cái trường hợp này là phát hiện là tương đối khó hơn. Thế có trường hợp thì nó phân bố ở trung tâm tiểu thùy, thì chúng ta thấy cái phân bố của nó lại tập trung chủ yếu là chung quanh các cái rốn phổi và mạch máu. Thế còn một cái dạng mà người ta gọi là hình khảm khảm chai đấy nhé, mosaic ấy, chúng ta thấy nó lại phân bố xen kẽ và thường ở phía ngoại vi, cũng có thể trung tâm. Thì chúng ta có các cái kiểu hay là các cái dạng của kính mờ rất phong phú. Nếu mà theo cái dạng kiểu hình nữa thì người ta có cái loại là kính mờ dạng lát đá. Thì chúng ta hình dung là giống như là cái thì người ta lát gạch ở các cái vỉa hè mà nó xen kẽ các cái loại đá khác nhau ấy. Đấy, thì cái hình ảnh mà nó phân bố loang lổ như vậy thì người ta gọi là cái kính mờ dạng lát đá. Còn cái dạng thứ hai nữa là quầng sáng. Là quầng sáng ở đây chúng ta thấy rằng là nó giống như hình ảnh của mặt trời, cũng là trung tâm nó sáng và ở xung quanh nó là mờ nhạt. Thì cái phân bố đấy người ta gọi là kính mờ dạng quầng sáng, gọi là halocyte đấy, mà chúng ta rất hay gặp ở trong một số các cái bệnh nhiễm trùng như là nấm ở phổi. Thì chúng ta thấy là cái dạng kính mờ quầng sáng này là hay gặp. Nó lại có hai cái loại quầng sáng, một cái loại quầng sáng thông thường như thế này, nhưng là có loại quầng sáng nó lại đảo ngược. Đảo ngược là ở ngoại vi nó lại đậm mà trung tâm nó lại nhạt hơn. Theo một cái kiểu nữa là chúng ta thấy đây quầng sáng đảo ngược đây, thì chúng ta thấy đây cái hình ảnh và chúng ta thấy ở xung quanh thì nó rất là đậm nhé, nhưng trung tâm thì nó mờ nhạt. Bây giờ theo các cái thành phần đặc ở trong cái tổn thương thì nó có cái kiểu gì? Cái kiểu thứ nhất là hình ảnh kính mờ đơn thuần, nghĩa là chỉ có hình ảnh của kính mờ không thôi, không xen kẽ các cái loại tổn thương khác. Và cái chỗ này người ta thấy là nó thường là tổn thương là nó dạng nốt và nó dọc theo các cái thành phế nang. Và cái hình ảnh này này chúng ta rất dễ nhầm với một cái hình ảnh gọi là tree in bud, là cái hình ảnh mà cây nảy chồi hay là nụ nảy chồi ở trên cành cây ấy, mà chúng ta hay gặp ở trong cái, nếu có cái hình ảnh đó gọi là giống như là lao phổi nó lan tràn đấy, mà những cái dấu hiệu của tiến triển của lao ấy. Hình ảnh kính mờ hỗn hợp có nghĩa là nó xen kẽ cả hình ảnh kính mờ với lại các hình ảnh khác như là đông đặc phổi hay xẹp phổi vân vân. Và theo đặc điểm trên cắt lớp vi tính thì có các cái tác giả lại chia làm các cái loại khác nhau, xếp thành là loại 1 như là hình ảnh kính mờ đơn thuần, loại 2 là mờ nhưng nó không đồng đều, loại 3 thì mờ đậm và kính mờ ngoại vi, và loại 4 là cái kính mờ dạng nốt. Thì đây là điểm để mang tính chất là chúng ta về kiến thức bao quát và học thuật thôi, chứ còn để thực hành thì tí nữa chúng ta sang cái phần sau ấy là phần quan trọng. Bởi vì sao? Cái chính làm sao ta nhận biết để ta định hướng căn nguyên để chẩn đoán bệnh lý, chứ còn cái này nó chỉ mang tính chất là để khái quát. Bây giờ ta điểm chi tiết hơn một chút nguyên nhân về các cái hình ảnh kính mờ này. Thì hàng đầu là chúng ta xem xét các nguyên nhân do nhiễm trùng. Thì trong các cái nhóm do nhiễm trùng thì hàng đầu đấy là do căn nguyên là viêm phổi virus.
mà chúng ta điển hình hiện nay là chúng ta cái bệnh COVID-19 ấy, chính là người ta lại quay trở lại. Chứ còn kinh điển chúng ta các bệnh hô hấp thì viêm phổi virus thì từ trước nay chúng ta cũng đã đề cập rất nhiều rồi. Cái thứ hai là nhiễm trùng phổi cơ hội, và đặc biệt là nhiễm trùng cơ hội ở những cái bệnh nhân mà suy giảm miễn dịch nặng. Thì hàng đầu ví dụ chúng ta rất kinh điển chúng ta biết là do pneumocystis carini đấy, là hay nằm trong cái chúng ta trước đây chỉ để ý đến là bệnh nhân HIV/AIDS ấy thì mới nhiễm cái này. Nhưng hiện nay rất nhiều các cái bệnh lý khác gây suy giảm miễn dịch nặng, gây nhiễm trùng hấp nhé. Đặc biệt là những cái bệnh viện mà phát triển về ghép tạng, điều trị thuốc ức chế miễn dịch cho những cái bệnh nhân này thì sẽ xuất hiện nhiễm trùng cơ hội rất nhiều. Ta sang cái nhóm bệnh thứ hai là bệnh phổi kẽ. Đây là cái nhóm bệnh mà chúng ta cũng được quan tâm hiện nay nhiều. Trước đây thì ta cứ quan niệm là cái nhóm bệnh này, này là ít ở Việt Nam. Nhưng thực ra không phải là ít, mà đây là do chúng ta không chẩn đoán ra hoặc không để ý để mà chúng ta tìm cách để chẩn đoán. Cho nên là chúng ta coi nó là ít. Nhưng thực chất nó không phải. Thì chúng ta thấy như là viêm phổi tăng bạch cầu ái toan. Thì đây hiện nay không biết ở các nơi khác như nào, chứ còn ở tại bệnh viện quân y 103 thì chúng tôi cũng gặp ngay vừa rồi là cũng gặp một cái bệnh nhân mà đầu tiên hình ảnh rất giống một cái viêm phổi do vi khuẩn, nhưng mà sau đó hoàn toàn là không có biểu hiện của sốt và cái số lượng bạch cầu ái toan ở trong máu tăng rất cao. Tuy nhiên thì cái điều kiện để mà soi, để mà lấy cái dịch phế quản hay là sinh thiết để mà chẩn đoán là cái bạch cầu ái toan đấy nó có tăng hay không thì cái bệnh nhân này lại không làm. Nhưng mà sau khi mà định hướng chẩn đoán như vậy và chỉ điều trị các cái triệu chứng thông thường, cái tổn thương phổi sau một vài ngày nó đã thay đổi rất nhanh và nó hết. Thì đấy chính là cái viêm phổi tăng bạch cầu ái toan. Cái thứ hai là cái bệnh phổi kẽ vô căn mà hiện nay chúng ta cũng đã được quan tâm rất nhiều, và rất nhiều các cái hội nghị hội thảo gần đây là tập trung rất nhiều về cái bệnh phổi kẽ vô căn. Rồi các cái bệnh phổi kẽ mà chúng ta không rõ các cái căn nguyên khác nhé. Rồi bệnh phổi của bệnh SARS-CoV-2, SARS-CoV-2. Cái nhóm thứ ba là bệnh phế nang cấp tính. Thì trong cái nhóm này thì chúng ta biết là phù phế nang hoặc là phù phổi thì cũng có cái hình ảnh của kính mờ mà chúng ta đã được điểm qua. Và đặc biệt là trong cái hội chứng ARDS thì chúng ta thấy rằng là cái đặc trưng đó rất rõ. Rồi là viêm phổi tăng cảm. Thì trước đây những cái bệnh này chúng ta cũng có đề cập, nhưng mà chỉ mang tính chất là điểm qua, và gần như chúng ta cũng chưa chẩn đoán và xác định được. Cho nên là chúng ta thấy rất ít, nhưng hiện nay một số các cái bệnh lý này là gặp rất nhiều. Đặc biệt là những cái thì nó có những cái tiền sử nghề nghiệp. Ví dụ có một số người người ta làm những cái nghề nghiệp, người ta tiếp xúc với lại các cái dị nguyên, và đặc biệt là những cái dị nguyên mà có hữu cơ, nghĩa là những cái liên quan đến một số các cái nghề người ta nuôi trồng và chăn nuôi ấy. Đặc biệt thì người ta hay có những cái bệnh này. Các nguyên nhân khác thì như ban đầu tôi đề cập ấy, thì một số các ung thư chúng ta gặp những cái hình ảnh này. Rồi nhiễm độc, đặc biệt là một số các bệnh lý mà bệnh phổi do thuốc chúng ta cũng gặp cái hình ảnh này. Thế còn các nguyên nhân khác thì ít gặp hơn, như là lúc nãy một số trong cái ca lâm sàng mà nấm phổi Aspergillus ấy thì cũng có cái hình ảnh này, chỗ thầy Thành cũng đã đề cập. Tôi xin phần tiếp theo là cái điểm qua một số các cái bệnh phổ biến, xem đặc điểm cái hình ảnh kính mờ ở trong các cái bệnh lý đấy như thế nào. Thì chúng ta xem lại chung cái đặc điểm CT ngực
ở cái bệnh nhân viêm phổi virus nhé. Thế còn các căn nguyên virus khác nhau ấy, thì thông thường cái đặc điểm nó khác nhau rất ít, nhưng cái đặc trưng chung nó cũng đều gần giống nhau như thế. Thì thứ nhất là gặp phổ biến nhất là cái hình ảnh kính mờ kết hợp với đông đặc nhé. Và trong các cái kính mờ đó thì thông thường nó xuất hiện có thể là các cái nốt nhé, rồi các cái bóng mờ, và luôn luôn nó kèm theo là dày các cái vách liên thùy và dày các cái thành phế quản và tiểu phế quản, nghĩa là các hình ảnh nó phối hợp trên nên ta hay mô tả chung đó là kính mờ kết hợp với lại nốt lưới lan tỏa. Đấy, thì những cái đặc trưng như vậy thì ta thường nghĩ đến một cái hình ảnh tổn thương của viêm phổi do virus. Còn hạch ở rốn phổi và trung thất có hay không thì cái này ít và ít khi có tràn dịch màng phổi. Một cái đặc trưng thứ hai đó là cái vị trí phân bố thì nó cũng có những cái đặc trưng nhé. Ví dụ như là cái khu vực mà tổn thương có hình ảnh kính mờ khác nhau theo căn nguyên thì người ta thấy rằng adenovirus thì cái tỷ lệ mà gặp rất phổ biến từ 50 đến 75% nhé. Và ngay cả cái CMV rồi cái herpes thì cái tỷ lệ nó càng gặp cao hơn. Còn các virus khác thì nó tỷ lệ nó gặp thấp hơn. Chính như vậy thì người ta thấy rằng là rất nhiều các cái căn nguyên virus nó có tổn thương giống nhau, cho nên là vừa rồi chúng ta mới thấy rằng là ở những cái bệnh nhân mà viêm phổi mà do COVID-19 ấy, do SARS-CoV-2 thì thấy rằng rất nhiều trường hợp chúng ta nếu không có các cái xét nghiệm về vi sinh thì chúng ta cũng rất dễ nhầm với lại cái căn nguyên viêm phổi do các cái mầm bệnh khác. Và ngoài những cái hình ảnh kính mờ ngoại vi và đông đặc, các cái bóng mờ tròn dày vách thì chúng ta thấy gặp rất phổ biến ở COVID-19, đó là những cái tổn thương nó cư trú chủ yếu ở ngoại vi nhé. Thì sau đây thì tôi xin điểm một cái nghiên cứu rất nổi tiếng để phân biệt giữa viêm phổi do COVID-19 và các virus khác, thì thấy rằng là đối với COVID-19 thì cái phân bố ngoại vi gặp nhiều hơn. Vấn đề thứ hai là hình ảnh kính mờ gặp phổ biến hơn nhé. Và những cái nốt lưới cũng gặp phổ biến hơn. Và chúng ta thấy là cũng có tổn thương cả màng phổi, tuy nhiên thì tỷ lệ nó ít hơn. Ví dụ người ta thấy là cái dày màng phổi nó chỉ gặp 15% so với lại các virus khác thì nó 33%. Và cái tỷ lệ hạch rốn phổi rồi tràn dịch màng phổi rồi phế quản hơi nó cũng thấp hơn rất nhiều. Thì đây là một số cái hình ảnh mà chúng ta gặp là trong viêm phổi do COVID-19. Thì thấy rằng là đầu tiên thì chúng ta thấy chủ yếu hình ảnh kính mờ ngoại vi thôi. Nhưng sau đó chúng ta thấy bắt đầu xuất hiện cả đông đặc phổi, nhưng cũng vẫn từ ngoại vi là chính. Và đến một cái giai đoạn nó nặng hơn thì chúng ta nhìn thấy đông đặc gần như chiếm hết toàn bộ như này, thì lúc đấy nó che lấp hết các cái hình ảnh kính mờ và các cái tổn thương khác rồi. Thì lúc đấy hình ảnh nhìn như này thì chúng ta không theo dõi tiến triển thì rất giống những viêm phổi do các căn nguyên khác. Ngay cả vi khuẩn nó cũng đông đặc chiếm hết cả như thế này, đúng không? Và đến lúc này thì nó là thành một cái hình ảnh mà người ta quen gọi đấy là hình ảnh phổi trắng hay là ARDS, nghĩa là lan tỏa khắp cả hai bên. Thì trên đây là một cái bảng người ta đưa ra những cái dấu hiệu mà so sánh phổ biến giữa cái bệnh nhân ở COVID-19 thì cái tổn thương như nào. Thì cái này nói tóm lại là nó có hai cái đặc trưng chính, một là nó phân bố chủ yếu ngoại vi và hai nó là cả hai bên. Đối với cái bệnh viêm phổi kẽ mà chúng ta hay lấy một cái gọi là viêm phổi kẽ thông thường để làm chuẩn, bởi vì ta biết là khi chẩn đoán một cái bệnh phổi kẽ vô căn ấy thì luôn luôn là người ta phải kết hợp giữa các cái chuyên gia về lâm sàng này cộng với lại chẩn đoán hình ảnh là CT, và thứ ba nữa là chúng ta phải có cái tổn thương giải phẫu bệnh. Tuy nhiên thì để làm cái tổn thương giải phẫu bệnh rất là khó, trên là trên lâm sàng là để chẩn đoán cái nhóm bệnh đấy người ta luôn có một cái
chương trình gọi là hội chẩn đa chuyên khoa. Đấy, thì bây giờ là ở chỗ Bệnh viện Phổi Trung ương vẫn duy trì một cái hình thức đó rất là tốt, nghĩa là ngồi với nhau giữa thầy thuốc lâm sàng kết hợp với chẩn đoán hình ảnh với nhà gì có bệnh để đưa ra cái chẩn đoán. Vì có những cái tình huống bệnh nhân là chúng ta cũng không sinh thiết được đấy, thì người ta vẫn dựa vào cái hội chẩn đó để người ta đưa ra cái khuyến cáo điều trị các cái thuốc kháng sơ. Thì trong đó cái hình ảnh cắt lớp vi tính, người ta luôn luôn lấy một cái hình ảnh gọi là viêm phổi kẽ thông thường để làm chuẩn, để đưa ra định hướng chẩn đoán một cái bệnh phổi kẽ vô căn. Chúng ta thấy là cái đặc trưng là hình ảnh của kính mờ nó ít gặp hơn nhé. Hình ảnh lưới rồi là có thể gặp vôi hóa ở phổi, nó cũng ưu thế ở ngoại vi, nghĩa là sát ngay dưới màng phổi và nền phổi, và thường là phân bố nó không đồng nhất. Và tuy nhiên thì đến cái giai đoạn mà nó nặng, giai đoạn gọi là giai đoạn cuối ấy, thì cái hình ảnh đặc trưng đấy chúng ta thấy là hình ảnh gọi là phổi tổ ong hay hình ảnh của Hockney-Kong đấy, rồi giãn phế quản co kéo. Thì đây chúng ta nhìn cái hình ảnh, ví dụ đến cái giai đoạn sớm ta nhìn thấy nó chỉ rất ít tổn thương ở ngoại vi thôi nhé. Nhưng mà sau đó thì đến cái giai đoạn nặng hơn thì ta nhìn thấy rất điển hình, đó là cái hình ảnh của Hockney-Kong, là cái hình ảnh mà phổi tổ ong, đúng không, phân bố rất đều. Đây chúng ta nhìn rõ hơn, phóng đại to hơn thì chúng ta nhìn thấy rất đặc trưng nhé. Tuy nhiên thì đến cái giai đoạn này thì chẩn đoán nó dễ rồi, nó ở cái giai đoạn trước thì ta mới khó hơn. Ở đây chúng ta xem một cái viêm phổi kẽ mà không đặc hiệu nhé, và viêm phổi tổ chức hóa như lúc nãy thầy Thành đã đề cập ấy. Thì chúng ta thấy cái hình ảnh một kính mờ ngoại vi rất là điển hình nhé. Thế còn đến cái giai đoạn trong này chúng ta nhìn rất rõ các hình ảnh của dày thành phế quản và cái lòng phế quản rất là rõ như này, thì lúc đó là nó đã kèm theo những cái tổn thương khác kết hợp rồi. Cái hình ảnh của viêm phổi tăng cảm mà lúc nãy chúng ta đề cập ấy, là do các cái dị nguyên, thường là liên quan đến nghề nghiệp. Thì hình ảnh kính mờ nó lan tỏa và nó bao giờ nó kèm theo là cái sơ hóa và giảm thể tích phổi, nhưng nó tập trung chính là ở vùng cao hay là vùng đỉnh của phổi. Và cuối cùng là chúng ta cũng tập hình ảnh phổi tổ ong và hình ảnh của khí thủng phổi cạnh những cái tổn thương sơ đó. Thì ở đây chúng ta nhìn đầu tiên nó thấy là hình ảnh kính mờ nó lan tỏa cả hai bên. Một cái hình ảnh nữa là viêm phổi do thuốc. Thì cái hình ảnh kính mờ chúng ta cũng gặp lan tỏa. Tuy nhiên thì nó tùy theo cái nhóm thuốc và cái mức độ nó gây nhiễm độc khác nhau thì cái tổn thương nó khác nhau. Và nó có bốn cái kiểu hình đặc trưng. Kiểu hình đặc trưng đầu tiên đấy chính là viêm phổi tổ chức hóa, mà chúng ta cũng đã được xem cái hình ảnh của cái ca lâm sàng mà thầy Thành đưa ra đấy. Cái thứ hai là viêm phổi kẽ không đặc hiệu. Và cái thứ ba đó là viêm phổi tăng cảm, nghĩa là cái hình ảnh trên CT của những cái bệnh nhân mà viêm phổi do thuốc này rất đa dạng. Nó có thể giống những cái viêm phổi kẽ do các căn nguyên khác nhau, do cả những cái căn nguyên mà nhiễm trùng và không nhiễm trùng. Bởi vì sao? Vì cái tổn thương mà cái hậu quả cuối cùng nó vẫn đến để lại là sơ phổi và cái viêm tổ chức hóa, cho nên là rất khó để nhận biết. Hay là cái viêm tổ chức kẽ cấp tính. Thì đây ta nhìn thấy thì cái ưu thế chính là nó tập trung ở phía trên, cái thủy trên. Thế còn nó vẫn xen kẽ cả hình ảnh kính mờ lẫn hình ảnh của đông đặc từ phổi tổ ong. Cái hình ảnh cuối cùng là phù phổi. Cái hình ảnh này thì chúng ta gặp phổ biến rồi, bởi vì những cái bệnh nhân mà hen tim phù phổi thiếu huyết động hoặc những cái phù phổi tổn thương nằm trong những cái bệnh nhân mà có ARDS ấy, thì chắc chắn sẽ kèm theo cái hình ảnh phù phổi tổn thương này, thì nó kết hợp cả dấu hiệu kính mờ lẫn dày thành của phế quản mạch máu, rồi là đông đặc các phế nang, và thường nó có tràn dịch vào phổi kết hợp và kết hợp với lại dấu hiệu của các cái cao áp đường phổi, phù phổi, ví dụ dấu hiệu đường Kelly nhé, Kelly B. Thì đây ta nhìn cái hình ảnh rất đặc trưng của phù phổi là chúng ta thấy
các mạch máu phổi nó tăng động, rườm rà và có hình ảnh tràn dịch máu phổi hai bên đây rất rõ. Một cái hình ảnh nữa là chảy máu phế nang lan tỏa. Thì thông thường nằm trong những cái bệnh mà mắc phải bệnh bẩm sinh là chính. Thì giai đoạn đầu biểu hiện bằng các cái kính mờ, nhưng mà sau đó thì các cái dày của các cái vách. Và giai đoạn mạn tính thì hình ảnh kính mờ không thấy, nhưng mà lúc đó ta thấy chủ yếu là các cái nốt ở trung tâm tiểu thùy. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy là ở đây khi tập trung này thì chủ yếu là nhìn thấy tổn thương là dạng nốt ở chính. Còn cái hình ảnh kính mờ nó chen lấp cho nên ta nhìn nó khó hơn. Cái bệnh, một cái bệnh bẩm sinh đấy là bệnh tích protein phế nang. Thì chúng ta thấy nó cũng có hình ảnh kính mờ. Và thứ hai là hình ảnh của lát đá, nó lan tỏa cả hai phổi và nó kết hợp với lại các cái bờ tiểu thùy rất là rõ nét. Thì đây chúng ta nhìn đây là đặc trưng của nó là cái hình ảnh kính mờ xen kẽ là các cái mạch máu của phổi nó tăng rất là đậm. Qua các cái phần trình bày thì tôi xin có một số kết luận như này. Thứ nhất là hình ảnh kính mờ là một hình ảnh gặp cũng rất phổ biến trên hình ảnh của CT ngực. Và do nhiều các cái loại tổn thương khác nhau, trong đó là đặc trưng là tổn thương của tổ chức kẽ và phế nang. Và gặp trong rất nhiều các cái bệnh lý, mà hàng đầu đấy là bệnh lý nhiễm trùng và đặc biệt là nhiễm trùng do viêm phổi do virus và bệnh phổi kẽ là hai cái bệnh mà chúng ta gặp phổ biến hiện nay trên lâm sàng, chứ không phải là ít như trước đây chúng ta quan niệm nữa. Và nó cũng có cái sự khác nhau theo nguyên nhân. Và cái phần trình bày của tôi thì hôm nay đến đây là hết. Xin trân trọng cảm ơn tất cả các quý đại biểu.